Xin chào anh chị đã trở lại với kênh của em nha. Hôm nay là tiếp tục là dẫn cái quay cái vườn vạn thọ bên team cho anh chị xem, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho những anh chị đã bình luận trong kênh của em vào những cái buổi livestream mà em không có trả lời được đó. Thì em thấy câu hỏi đầu tiên có một bạn tên là Dung Lê ha. Bạn này bạn hỏi mình là cái đạm cá tưới cho vạn thọ có được hay không. Thì đối với cái đạm cá của mình á, thì đối với những anh chị mà trồng kinh doanh á, ví dụ như 1 kg DAP hoặc là 1 kg 20-15 á, thì mình có thể là mình cộng cho nó khoảng đâu là 300 gram đạm cá, sau đó thì mình vẫn là ngâm với 5 lít nước, sau đó mình lấy 100C ra để mình tưới trong cái thời gian mà nó chưa có làm nụ nha anh chị ha. Mình tưới trong cái thời gian này nè, cây của mình thì nó bung chèo thì mình tưới cho nó là được ha. Còn nhớ anh chị nào mà trồng tại nhà thì có thể là mua cái đạm cá mà dạng nước á, thì 1 lít nước như vậy là pha có thể là 100 lít nước để mình tưới cho nó nha. Một thùng giò thì mình tưới được đâu khoảng đâu là 30 chậu ở cái thời điểm này nha anh chị. Cái này mọi người xem dạng thọ B1, B2, B3 nè, ở khúc này nè, nó nhìn rất là ok ha, nay nó cũng bung chèo rất là nhiều luôn rồi đó. Rồi thì em thấy một câu hỏi của một bạn Nguyễn Bình Vlog nữa nè. Bạn này bạn hỏi mình á, lãi nụ bữa 24 mà cây còn nhỏ xíu thì có kịp hay không. Thì nếu như cây còn nhỏ thì mình xịt thằng siêu bung chèo nha. Ở đây bên mình thì chèo cũng tương đối là ổn rồi nha mọi người ha. Xịt thằng siêu bung chèo hoặc là những cái dòng thuốc mà nó kích thích mà đọt á thì bạn mua về bạn xịt ha. Rồi tiếp tục là thấy là câu cho bạn user là 2Y giờ hỏi nè. Anh ơi, thọ lùng rồng vàng 46 nay có chèo vậy nó có kịp hay không? Thì thời điểm này thì là vẫn kịp nhé. Nói chung là anh chị mà canh làm sao mà tới lối là mùng 7 tháng 12 âm lịch mà nó vô nụ á, là nó sẽ ngay chốc Tết nha mọi người ha. Thì đó là vậy. Rồi tiếp tục là câu hỏi của một bạn Hùng Trần hỏi mình nè. Anh ơi, em bón phân 30 10 tưới rồi xịt thêm 30 10 có được hay không? Thì ở đây á, thì bạn sử dụng 30 10 cho cái cử phân đầu tiên, ví dụ như bạn tưới nó rồi thôi khoảng đâu là 3 bữa sau thì bạn tưới tiếp, hoặc hoặc là bạn xịt hay gì đó cũng được. Nhưng mà đừng có dồn dập nó quá, bạn dồn dập nó quá là nó dư liều á, dư liều xong rồi nó cháy lá rồi mất công là khó cứu nữa. Quay cho anh chị xem ha. Nay dạng thọ bên team em nó cũng rất là ổn rồi. Nó bung ra rồi nè, đó. Hướng dương này nó cũng phục hồi cũng rất là đẹp nha anh chị ha. Ở đây thì hướng dương bên em cũng hạ đất xuống hết ráo rồi. Rồi tiếp tục là em sẽ trả lời câu hỏi của một bạn tên là user 3Z ha. Bạn này mà hỏi mình lãi nụ chính rồi nó có ra nụ lại hay không. Ví dụ như bây giờ mình lãi cái nụ chính đi thì ở trên cái chèo á thì nó sẽ ra những cái chèo nhỏ nữa, và những cái chèo nhỏ này thì nó lại là có nụ nữa nha. Nó làm bông nhiều nhiều hơn chứ không có gì hết á. Rồi tiếp tục là dạng thọ bằng đầu đũa rồi chừng 25 Tết có sớm hay không. Nếu như mà dạng thọ của mình mà thời điểm này mà nó lên bằng đầu đũa rồi đó thì bạn sẽ bận tưới phân loãng cho nó nha, thì 25 nó sẽ hết cỡ nha, cũng rất là đẹp á. Rồi đi một cơi ngày nào xịt tạo nụ được bạn. Thì đối với mà khi mà nó ra nụ á, thì cái lối khoảng đâu một cơi khoảng đâu là mùng 4 mùng 5 là nó đã làm nụ rồi. Thì thời điểm này thì bạn có thể là bạn xịt cho nó, bạn xịt dưỡng nụ cho nó là được các bạn ha. Rồi để em quay cho anh chị xem về cái vườn của bên team em ha. Anh này cái màu gà này nó cũng lên lên màu cũng rất là đẹp nha anh chị. Đó, anh chị xem nè, cái này là chậu này là B52 nha anh chị ha, dạng thọ B52. Rồi để em tìm câu hỏi mấy anh chị, tiếp tục em trả lời cho anh chị nè. Rồi em thấy một câu hỏi của một bạn ha, Yến Trinh gì nè. Bạn này bạn hỏi mình dạng thọ mình chưa có nụ thì phải làm sao. Thì thời điểm này thì bên em cũng chưa có nụ nữa nha anh chị ha. Đó, anh chị cũng có thể xem nè, mấy chậu hai chậu em đang quay nè, nó cũng chưa có làm nụ nữa. Thì anh chị canh nó khoảng đâu là mùng 4 mùng 5 thì nó mới làm nụ ha. Thì hoa của mình thì nó sẽ ngay Tết thôi. Còn những nào anh chị nào mà nó làm nụ sớm rồi thì mình giờ mình tưới phân loãng cho nó là được rồi, không có cần phải sợ đâu. Nói chung là thời điểm này là cũng ngay ngay rồi đó. Nhưng nói chung là cũng sẽ tùy giống nữa nha anh chị ha. Những giống màu cam đỏ là nó hay làm nụ sớm hơn là cái giống màu vàng chanh. Hồi tối nay em có ra một cái video livestream ở bên kênh Vườn Nhà Tôi Vlog á, thì em quay cho anh chị xem giờ ban đêm đó, thì những cái dòng mà T93 của Thế Giới Hoa thì nó đã làm nụ rồi, còn T92 thì nó mới ra nụ nụ trắng trắng à. Nó sau cái thằng T93 ha, thường thường là vàng chanh là nó vậy. Em quay tổng quan cho anh chị xem về vườn ở bên team em ha. Và bên em cũng có sỉ bông tết nữa nha anh chị ha, các loại luôn nha. Anh chị cần thì cứ liên hệ là 0397 433 821 nha anh chị, gặp ngay chị Linh. Chị Linh thì chị sẽ báo giá cho anh chị về cái dạng thọ hoa tết ha. Nói chung anh chị muốn xem hoa tết thì xuống vườn bên em ha. Thì bên em có hai vườn, vườn này thì em quay nó thường xuyên lắm, để quay cho anh chị xem, tại vì nó gần mặt lộ đó. Đó.
đó. Rồi em trả lời tiếp tục là câu hỏi của bạn ba ba Z này. Cơi ngọn là sao anh? Cơi ngọn có nghĩa là mình bấm ngọn nha, dù như bấm ngọn một lần hoặc là bấm ngọn hai lần đó. Anh chị xem nè, này là của B3 nha anh chị, nên nó cũng bùng dữ lắm á, B3 nó cũng đẹp lắm. Rồi tiếp tục là câu hỏi nữa nè. Rồi mình rải phân NPK 16-16-8 có bị cháy rồi. Cái này là bạn xài quá liều nha. Bây giờ bạn dưỡng rễ lại, bạn sử dụng những dòng thuốc dưỡng rễ, bạn dưỡng nó lại nha. Chứ mà nó cháy là nó quá liều là nó phạm thời điểm này, nó hay bị nè héo xanh nè, rồi cháy lá nè, đốm lá nè, rồi thú nhũng nè. Nó cái nguyên nhân đó là chính, thường thường là do nó bị phạm phân nha bạn ha. Đó, để em quay cho anh chị xem. Bên em thì đi phân ít lắm, cử này mới cử số 3 số 4 à, thành ra là cũng không có đi phân nhiều đâu. Rồi tiếp tục nha mọi người ha, em sẽ coi nè. Anh ơi, cây dạng thọ của em nó bị thối gốc là tại sao? Nó bị nấm bệnh nha bạn ha. Bạn có thể phòng thằng Ridumin hoặc là thằng Alies ha, cho cái dạng thọ thường của mình. Còn ban mai thì không có xài được thằng Ridumin đâu, nó nóng á. Có thể là xài thằng Alies thôi. Còn những anh chị nào mà thân của mình mà nó bị đốm đen á, bây giờ xịt thằng Andracon ha, nó sau đó thì một cử thằng Alies nữa là ok, là nó ổn nha anh chị. Đó, quay cho anh chị xem. Này hướng dương bên em thì cũng ổn rồi đó. Đó, này dòng em quay khúc này là dạng thọ B52 ha. Dòng nó cao khoảng 1 mét á. Rồi thôi, sáng nay mình đi vòng vậy thôi nha anh chị ha. Tham quan độ phát triển của cây của mình nó như thế nào thôi. Rồi, em cũng xin được tạm dừng video ha. Rảnh tối thì em sẽ livestream trả lời câu hỏi cho những anh chị. Mọi người trước khi rời đi có thể là bấm cho em một cái lượt đăng ký ha. Còn anh chị nào thương thương em thì bấm vô cái quảng cáo nha. Rồi em xin được mến chào. Vậy nha.